Ơ, ngùng này. Ơ, dạ vâng, anh tiến 21 city à? Wow, này, anh thấy thiên hạ rồi em là vuốt đường đây. Vâng, mọi người đổ nhưng mà anh thực sự anh chăm sóc nhờ em mua lễ hội bắt. Anh bây giờ là anh nợ lên 1 tỷ 1 rồi. Sao anh nợ càng lên? Thì em là vua tiền, anh vật. Anh mang ơn em rồi, anh đợi ơn em rồi. Em có tiền thì em xin tờ rồi, anh khổ quá rồi. Anh nợ 1 tỷ 1 cơ á? Ồ, anh nợ 1 tỷ 1 rồi. Càng thế nhỉ? Được rồi, ok. Nhưng mà anh nợ 1 tỷ 1 rồi. Nhưng anh muốn xin được 10 tỷ rồi em có không? Sao tham vậy? Nhưng mà không sao. Anh tiến 21 sẽ đi nhá. Em sẽ giúp anh và em sẽ cho anh một bất ngờ luôn. 10 tỷ? 10 tỷ? Đơn giản anh ơi. Đây, cho anh một bất ngờ. Ui, 20 tỷ. Đồng này đồng 20 tỷ á? Dạ vâng, 20 tỷ anh. Anh nói thật luôn, anh bảo luôn là nghèo thì lâu, giàu thì mới giúp mặc hùng bá, chẳng mấy giàu luôn rồi. Anh cảm ơn em nhá. Không có gì anh ơi. Hùng bá, vuốt tiền đây. Định giá hoa đen tiền.